Xin chào các bạn. Bắc Ninh là một tỉnh trọng điểm nằm tại miền Bắc Việt Nam. Vậy tương lai nào cho Bắc Ninh trong thời gian sắp tới với những thay đổi lớn về địa giới hành chính các tỉnh, thành phố của Việt Nam? Bắc Ninh có diện tích 822,7 km² với dân số khoảng hơn 1,368 triệu người. Tính đến năm 2020, Bắc Ninh đứng đầu cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp, đứng thứ hai cả nước về kim ngạch xuất khẩu hàng hóa. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP năm 2020 ước đạt 195,4 nghìn tỷ đồng, xếp hạng 7 trên toàn quốc và chiếm 3% GDP tổng sản phẩm của cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.900 USD, gấp 2,1 lần bình quân cả nước. Cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Năm 2020, tỷ trọng khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 74,7%, dịch vụ chiếm 22,1%, nông lâm nghiệp và thủy sản còn 3,2%. Bắc Ninh cũng là thủ phủ thu hút đầu tư nước ngoài FDI tại miền Bắc với nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Foxconn, Canon. Xét về mặt địa lý, Bắc Ninh nằm trong vùng thủ đô, kết nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh lân cận. Đặc biệt, Bắc Ninh nằm trong vùng tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Nhờ vậy, nơi đây có vị trí thuận lợi cả về giao thông đường bộ và đường hàng không. Với việc tiếp giáp với các tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 1A, 1B, đường sắt Hà Nội, Lạng Sơn, đã góp phần nối liền Bắc Ninh với các trung tâm kinh tế, văn hóa và thương mại của khu vực phía Bắc. Đặc biệt là cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cảng biển Hải Phòng và cửa khẩu biên giới như Lạng Sơn, Lào Cai. Được mệnh danh là vùng đất của địa linh nhân kiệt với lịch sử văn hóa truyền thống lâu đời, xứ Kinh Bắc là nơi hội tụ nhiều dấu ấn lịch sử văn hóa với nhiều khu di tích nổi tiếng như Đền Đô, thời các vị vua Lý, Đền Thái úy Lý Thường Kiệt, Đền Thái sư Lê Văn Thịnh hay chùa Phật Tích, chùa Dâu, chùa Bút Tháp, Đình Bằng. Cùng với nhiều làng nghề truyền thống như tranh đồng hồ, gốm Phủ Lãng, đúc đồng Đại Bái, tre trúc, Xuân Lai. Cùng nhiều lễ hội dân gian nổi bật như hội Lim, cùng với các làn điệu dân ca quan họ đã được UNESCO công nhận. Hiện nay, Bắc Ninh cũng là nơi đặt nhiều trường đại học nổi tiếng như Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy Công an Nhân dân, Trường Sĩ quan Chính trị của Bộ Quốc phòng, Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn, Trường Cao đẳng Thống kê. Ngoài ra, còn nhiều phân viện của các trường đại học lớn đặt tại Bắc Ninh. Tương lai sắp tới của Bắc Ninh được dự báo sẽ có biến động lớn. Thứ nhất, đề án đưa Bắc Ninh lên thành phố trực thuộc Trung ương mang bản sắc Kinh Bắc trong giai đoạn 2020-2025. Năm tiêu chuẩn của nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2016 về thành phố trực thuộc Trung ương là 1. Quy mô dân số từ 1.500.000 người trở lên. 2. Diện tích tự nhiên từ 1.500 km² trở lên. 3. Đơn vị hành chính trực thuộc. A. Số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc có từ 11 đơn vị trở lên. B. Tỷ lệ số quận trên tổng số đơn vị hành chính cấp huyện từ 60% trở lên. 4. Đã được công nhận là đô thị loại đặc biệt hoặc loại 1. Hoặc khu vực dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đã được phân loại đạt tiêu chí của đô thị loại đặc biệt hoặc loại 1. 5. Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế, xã hội đặt quy định như sau. Có số dư trong cân đối thu chi ngân sách, thu nhập bình quân đầu người đạt 1,75 lần so với trung bình của cả nước. Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất đạt bình quân của cả nước. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế đạt 90%. Đến nay thì Bắc Ninh đã đạt được 2 tiêu chuẩn số 5 về kinh tế và số 2 về diện tích. Cụ thể, về tiêu chuẩn số 5 về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội, các tiêu chí về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội của Bắc Ninh đều đạt và cao hơn so với tiêu chuẩn quy định. Về tiêu chuẩn diện tích tự nhiên từ 1.500 km² trở lên, diện tích tự nhiên của tỉnh Bắc Ninh là 822,7 km². Tuy nhiên, tại nghị quyết số 1211 cũng quy định, việc thành lập đơn vị hành chính đô thị trên cơ sở một đơn vị hành chính cung cấp mà không làm tăng đơn vị hành chính thì không áp dụng quy định về tiêu chuẩn diện tích phải đạt 1.500 km² trở lên. Do vậy, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng được tiêu chuẩn này. 3 tiêu chuẩn còn lại cũng nằm trong khả năng rất gần của tỉnh Bắc Ninh, bao gồm quy mô dân số, số đơn vị hành chính và đạt cấp phân cấp đô thị loại 1. Dân số của Bắc Ninh hiện nay đã hơn 1,368 triệu người, nên con số 1,5 triệu người là điều không khó trong bối cảnh làn sóng nhập cư ngày càng tăng vào tỉnh. Về mặt hành chính, Bắc Ninh có 8 đơn vị là hai thành phố Bắc Ninh, đô thị loại 1, thủ phủ của tỉnh, và thành phố Từ Sơn, đô thị loại 3, nằm ở vị trí trung tâm giữa nội thành Hà Nội và thành phố Bắc Ninh. 6 huyện là Yên Phong, Quế Võ,
Tiên Du, Thuận Thành, Gia Bình và Lương Tài. Về kinh tế, huyện Yên Phong nổi bật với bao khu công nghiệp lớn với các tập đoàn, chủ yếu là của Hàn Quốc như Samsung, Orion. Về lịch sử văn hóa, Yên Phong là huyện có nhiều làng quan họ nhất tại Bắc Ninh và có đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt. Huyện Quế Võ có các khu công nghiệp lớn với các tập đoàn hàng đầu như Canon, Foxconn, Nippon Yokki. Làng gốm cổ nổi tiếng là gốm Phủ Lãng cũng thuộc địa bàn Quế Võ. Huyện Tiên Du có hai khu công nghiệp lớn với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp như Canon, Cobelco, Sumitomo, Vinamilk. Tiên Du cũng là trung tâm của quan họ với lễ hội Lim, trong khi chùa Phật Tích là di tích nổi bật khác của Tiên Du. Ba huyện Tiên Du, Quế Võ và Yên Phong có kinh tế nổi bật với nhiều khu công nghiệp trọng điểm được Bắc Ninh quy hoạch sẽ lên thị xã trong tương lai gần. Trong khi đó, các huyện còn lại cũng phát triển và có nhiều di tích lịch sử văn hóa nổi bật, đặc biệt là huyện Thuận Thành có chùa Dâu, chùa Bút Tháp, thành cổ Luy Lâu, lăng mộ và đền thờ Kinh Dương Vương, hay làng tranh dân gian Đông Hồ. Huyện Gia Bình có đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh, khu di tích Lệ Chi Viên, chùa Đại Bi Lăng, đúc đồng Đại Bái, tre trúc Xuân Lai. Huyện Lương Tài có đền thờ danh nhân Hàn Thuyên. Thứ hai, sát nhập tỉnh Bắc Ninh. Sau khi Bộ Nội vụ có kế hoạch sát nhập tỉnh theo hai giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2030, Bắc Ninh là một trong số các tỉnh thuộc diện phải sát nhập vì diện tích không đạt tiêu chuẩn. Về khả năng này, các trường hợp Bắc Ninh sẽ có thể sát nhập với các địa phương lân cận là Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên hoặc Hải Dương. Trong đó, Hưng Yên chính là tỉnh nằm cùng Bắc Ninh trong diện tích không đạt tiêu chí diện tích của Bộ Nội vụ. Hưng Yên chỉ có diện tích 926 km2, là tỉnh nhỏ thứ ba của cả nước. Tuy nhiên, Hưng Yên chỉ giáp Bắc Ninh một đoạn địa giới nhỏ, giao lưu giữa hai tỉnh cũng không nhiều và Hưng Yên có mối quan hệ gần gũi với Hải Dương trong lịch sử thời phong kiến cũng như sau này hơn, khi hai tỉnh này từng gộp nhau thành tỉnh Hải Hưng trong quá khứ. Tương tự với Hưng Yên, mặc dù Hải Dương nằm cạnh Bắc Ninh, nhưng lịch sử cũng như nền kinh tế không liên hệ với Bắc Ninh, nên khả năng Bắc Ninh sát nhập với Hải Dương khó có thể xảy ra. Tiếp theo là Bắc Giang. Bắc Giang chính là người anh em của Bắc Ninh trong quá khứ, khi hai tỉnh này từng là một trong khoảng thời gian dài từ năm 1962 đến năm 1996, với tên gọi là tỉnh Hà Bắc. Trong thời gian này, Bắc Giang phát triển hơn Bắc Ninh, nhưng sau khi tách tỉnh, Bắc Ninh đã dần vượt lên và trở thành tỉnh phát triển bậc nhất của Việt Nam. Cuối cùng Bắc Ninh là sát nhập với Hà Nội, tương tự như trong trường hợp của tỉnh Hà Tây trước kia. Tuy nhiên Bắc Ninh ngày nay là một tỉnh có vị thế chính trị, kinh tế đứng hàng đầu cả nước. Lịch sử văn hóa Kinh Bắc cũng có nhiều điểm khác với xứ Kinh Kỳ, nên việc sát nhập Bắc Ninh và Hà Nội cũng không hề đơn giản. Các bạn thấy sao về tương lai sắp tới của Bắc Ninh? Hãy để lại ý kiến bình luận của mình nhé! Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.